cách sử dụng đai nẹp đuổi tay dành cho chơi thể thao để tránh chấn thương. Đây là hãng Bonbon sản xuất tại Nhật, Long An. Bây giờ mình nhờ anh kỹ thuật viên hướng dẫn mình cách lựa chọn và sử dụng. Dạ, cái đai nẹp đuổi tay này là V-size. Mình dùng cả được tay trái và tay phải, rất là tiện. Tay trái và tay phải, dạ. Tay lớn tay nhỏ được sử dụng. Dạ vâng. Vậy là chỉ có một sản phẩm này. Đây mình đặt cái phần dưới vô lòng cổ tay, dán cố định phần trên, xong giờ mình dán cố định phần dưới. Rất là nhanh. Mình dán là dán tạm thôi, xong giờ mình siết để cho nó chặt, cho nó ôm chắc cái phần người tay. Đầu tiên mình giữ cố định một cái này trước, sau đó mình phải điều chỉnh cái lực. Dạ. Cái lực thì mình mạnh yếu thì do mình siết. Nếu mình lực càng mạnh mình siết kéo nó càng là lực siết nó rất là tốt. Xong cái bên trên mình dán cho mình là cái gì thì là mình siết. Tay nó rất là giữ chặt hơn. Cái cửa tay trên này thì nó sẽ trống này. Dạ. Để mình có thể co giãn được ha. Khi mình co như thế này thì nó có cảm giác rất là chắc ở chỗ cái hai cái bắp này. Cái này là dành cho những người chơi thể thao cường độ cao cả nhà ha. Giống như võ thuật nè, riêng nè và một số cái mình chơi bằng cái cổ tay rất là mạnh. Dạ. Cái này á mình đeo lâu dài nó có ổn không em? Dạ vâng, cái này đeo lâu dài rất là thoáng khí, mát. Đây là hàng được sản xuất 100% tại Nhật cả nhà ha. Dụng cụ hỗ trợ cho những người chơi thể thao và điều trị. Nếu mà như mình muốn mạnh hay yếu là do mình dùng lực ha. Rồi cái này nếu mà mình giặt để vệ sinh thì sao em? Dạ vâng, cái này mình giặt vào xà bông, giặt bằng tay. Giặt xà bông luôn. Dạ, phơi trong mát. Phơi trong mát cả nhà ha. Đây. Đây đeo nó giữ chắc phần khuỷu tay rồi. Nó bó phần cơ khuỷu tay rất là chắc chắn. Thấy cái vận động nó khá dễ dàng. Dạ. Cò giãn không đâu. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Nếu mà cả nhà mình có thêm thông tin về những cái sản phẩm hỗ trợ về cơ bắp thì có thể xem thêm và mình liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn vào số tầm bên dưới hoặc là xem thêm trên website nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại.